tư giặt thảm cổ điển lại làm thảm nhà quý vị dơ hơn, để lại ẩm ướt cả ngày, nhớp xà bông chất hóa học không tốt cho sức khỏe. Công ty giặt thảm Dirt Free Carpet không giống vậy. Chúng tôi không dùng xà bông, không dùng hóa chất. Với hệ thống máy móc hiện đại, tân tiến, kỹ nghệ có bản quyền, dùng hơi nóng cực mạnh 250-350 độ và chất liệu nước Super Water đặc biệt giúp làm sạch các loại thảm dơ mà không để lại sự ẩm ướt, không bị bụi bám, không tồn động hóa chất gây dị ứng. Với trên 30 năm kinh nghiệm, có trụ sở tại Houston, Dallas, Austin, San Antonio, Dirt Free Carpet không chỉ giặt thảm, làm sạch mọi loại nền nhà và cả ống dẫn khí lạnh mà còn diệt khuẩn 100%. Hãy gọi 281 Dirt Free hay 281-347-8373 và cho biết nghe được quảng cáo từ BWN TV để được giá đặc biệt chỉ 99.95 Mỹ Kim cho nhà 3 phòng. 25 vị khách đầu tiên sẽ được làm khô thảm Speed Dry miễn phí. 281-347-8373 hay 281 Dirt Free.